Mình chọn ở bên kia là cái gì thì bên này nó là cái đấy. Đấy. Đây. X sai, y sai, cái này là 98. Min. Còn cái này là 70. Là chọn 60 min. Đấy, thì tất cả nó sẽ là nó phải là 98 60 chứ. Đây, nó còn có đây nữa. Đây 98. Cái này nếu mà mình làm ngay từ đầu thì nó mình không bị này, nhưng lúc đầu mình đã chọn nhầm, nó có 6, nó có cả lớp giữa, để chính cái đấy là lớp giữa. Thực ra nó không ảnh hưởng gì đâu, nhưng mà nó lại phiền là mình nhìn nó khó chịu. Đấy. 98 xuống 60. Đấy. 98 60. Đúng nhỉ. Đấy, 98. Nó có cái lớp middle. Cách này cũng là cách để sửa nhanh cho tất cả các linh kiện, để tranh thủ hiểu luôn này. Khi mình sửa một loạt linh kiện thì mình nhanh, để nhanh mình làm như thế. Nên mình thấy là chân mình ngon lành rồi. Đấy, lưu vào. Chân một là chân khác. Chân một bao giờ cũng phải để vuông. Để khi mà mình in mạch in ấy, thì mình thấy chân nào vuông chính là chân một. Không thì nhìn này nó cứ tròn 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 như này, nằm trên mạch in nó không có số đâu. Thì làm sao mình phân biệt được? Ghi vào. Linh kiện đây là linh kiện. Thực ra nó có đuôi PCB rồi cho nên mình cũng không hay lắm. Đây ghi là đây, linh kiện. Nó PCB SCH đầy đủ. Thế bây giờ mình mới thử lại cái này. Mình thử lại cái này thì mình mới component của overtime. Mình thử lại cái này xem mình thấy chưa, kích đúc vào đây. Đây thấy cái 40 chân chính do mình vừa mới tạo ra. Ok. Thế là xong phần thiết kế nhé. Phần thiết kế là đã xong. Thế là, bây giờ mình vẽ máy in new schematic. Đấy, thì vẫn trong bố gách này mình tạo ra cái schematic đấy. Thế mình thêm thư viện của mình vào và library install. Sao lúc nãy mình để đâu thì bây giờ mình để đấy, là mình vào đấy mình lấy. Không biết hình lúc nãy biết ở AI sao. À đây tốt. Đây tốt thì đây tốt. Mày in linh kiện này đúng không? Đây đúng rồi. Đấy mình thêm hai cái thêm, thực ra là chỉ cần thêm cái này thôi. SCH để mình vẽ mà, do nguyên lý. Đấy, đây rồi. Còn lâu. Thì mình thấy đây cái linh kiện đây, cái thư viện mình vừa tạo có mỗi một con. Paste cái này. Paste luôn cái này là hai con cho nó. Đơn giản. Khi mà mình vẽ phức tạp ấy thì mình cứ làm như thế, rồi mình thêm vào hoặc là mình lấy linh kiện có sẵn được. Đấy. Kéo ra. Đấy. Thế là coi như mình đã nối. Thì trong trong cái này thì nó có rất nhiều cách. Giới thiệu luôn là ví dụ như mình có thể bấm vào cái biểu tượng như trên đấy, đó, bấm vào đây. Kéo qua một cái đây. Thế là nó kéo này xong rồi bấm này. Giữ control nhé. Kéo ra một cái thì dây nó sẽ dài ra. Đấy, thì đây chính là cái dây nối. Như thế cho nhanh. Hoặc là đôi khi là mình chỉ phải copy chỗ này, Ctrl C, Ctrl V copy ở đây, P về cũng được. Không sao, mình B ở đây cũng được, không sao cả. À, trong trong cái đấu nối như này nó có cái rất hay này. Phải mình kéo ra như này nhá. Đây là hai đường dây đã nối. Thế giả sử như mình lấy một cái linh kiện nào đó, ví dụ như chở chẳng hạn. Chở là RESC. Đấy. S. Thì mình chọn sơ chân kiểu chân gì mình chọn ở dưới đây. Nếu chưa có thì tí mình có thể thay được. Đấy. Thì ở đây là chở. Thì mình bấm thêm tab. Bấm tab hiện ra cái này. Tên là gì, ví dụ như 10k này. Đấy. Thì thường là để chú thích ở đây nó có hiện cái value, nhưng không cần cái bỏ value đi. Cho comment là được rồi. 10k. Chân ở đây có đúng chưa? Copy nhìn đây, nhìn chân này của chở này đúng chưa? Mình có thể sửa ngay ở đây cũng được, không sửa ngay ở đây cũng không sao. Đấy, thì về sau mình sửa sau. Đấy, ví dụ mình có cái thư viện để trả là R này. Ok, mình dùng đồ hàn. Đấy,
Ừ, để sao đây biết chân của nó như nào mà đến lúc chuyển sang mạch in mà chân đi, đang chân đẩy chân đi thì em phải có con điện trở đi trước ở trên thực tế, sau đó em đo xem là bao nhiêu thì em mới làm được đấy. Thì ví dụ như ở đây mà khi em nối như này chẳng hạn đấy, thì tự tự động nó sẽ nối cái sơ mạch của em mà nó đứt ra đấy. Đấy, ví dụ này đấy, nó tự động đứt mạch ra khi khi nối như thế. Đây chỉ là một cái nối ví dụ đấy. Nối ví dụ giả sử mình đã nối xong, giả sử mình đã nối. Thế thì bây giờ mình chạy máy in, thì bây giờ mình trước khi nào mình in thì đây có con pick, pick hỏi chấm bên này, pick hỏi chấm, hai con này trùng tên với nhau, hai cho con này trùng tên với nhau, mình vào tool này, vào for anode on schematic, đây cả cái error đấy, error trùng tên nó không chạy được máy in đâu. Mình muốn kiểm tra thì vào vào design, vào 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 project này, xong rồi comply này, thì mình sẽ thấy một đống lỗi này, trùng tên trùng tên trùng tên trùng tên, đống lỗi. Thế bây giờ mình mới sửa này, vào tool này, for load on xem máy tính có bốn con cần thay đổi, có không có ý. Thay đổi thì tự động nó lên pin một này, pin hai này, c và xem máy tính một, đây là ví dụ đấy. Thì ở đây pick 1, ở đây pick 2, giờ 1, giờ 2, rồi bây giờ nó một khối con này lại hết lỗi rồi. Khi chỉ khi hết lỗi mình mới được làm tiếp, khi còn lỗi còn phải sửa. Bây giờ mình chạy mình in, bây giờ mình kiểm tra tool này, footprint manager, mình kiểm tra xem tất cả các cái chân đã chuẩn chưa đấy. Thì mình bấm vào đây, pick ở đây, đây chân đây rồi, à chân của nó là 40 chân dán đây, current footprint đây, 40 chân là error đây. Đây giả sử như mình không thích nhìn này, đấy ra ra đây hai 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 cái con này mình không thích chân này đấy, mà mình thích chân này thôi thì mình bấm vào đây đấy. Đây nó chọn cái chân này rồi, thế là được rồi. Còn nếu như giả sử mình muốn thay đổi, mình muốn dùng con này hay dùng chân này thì mình có thể chọn cái khác, mình chọn ở đây. Đấy, chọn cái nào thì tùy. Đấy, thì cái chân này là phải đặt theo đúng trong thư viện mình in của nó đấy. Đúng đúng thư viện mình in mình có thể thay đổi được mà em. Ví dụ con điện trở này của em to hơn tí, con điện trở kia của em bé hơn tí. Hoặc là cái gì đó, chân nó có thể thay đổi chứ, để phù hợp với cái mạch của mình chứ. Đấy, thì em hoàn toàn có thể thay đổi được. Đấy, thì ở đây em có thể add remove hoặc là edit footprint tùy thích làm gì thì làm. Sau khi làm xong thì nếu như có thay đổi thì bấm accept đây, accept đây là xong. Giả sử cái này xóa cái này đi, cái mút này đi đấy. Thì nó đây có cái dấu tích thì nó dùng có thay đổi bấm accept trang, thì ở đây nó hỏi là